Konnichiwa, Rimu desu. Thì hôm nay mình sẽ nói về chuyện là học đại học ở Nhật thì nó có khó hay không. À mà quên, trước khi học thì mình phải thi đỗ trước chứ nhỉ. Thì mình sẽ nói về chuyện là thi đại học ở Nhật nó có khó hay không. Thì tùy vào cái trường mà các bạn muốn học, nó sẽ có những điều kiện nộp để mà có thể nộp đơn thi khác nhau. Thì đầu tiên ấy, đối với những cái trường mà bình thường, ví dụ như trường mình đi, thì chị yêu cầu là có bằng N2 rồi, hoặc là có điểm thi Ryugaku Scan trên 240 điểm. Nhưng mà đối với những cái trường cao ấy, ví dụ như những cái trường nhà nước hay là những cái trường mà cao hơn ấy, thì thường là sẽ có cả điểm thi Ryu trên 300 này, hoặc là đã có bằng N1 rồi thì mới đủ điều kiện để mà mình nộp đơn tới xin dự thi cái trường đấy. Thì khi mà mình đã được xét tuyển là có thể khả năng dự thi cái trường đấy rồi ấy, thì người ta sẽ gửi cho mình một tờ giấy báo đi thi. Thì mình nộp lệ phí nhá. Có luôn cái chuyện nộp lệ phí rồi mới mới gửi cho tờ giấy để mà đi thi nhá, quên mất. Thì thường thi đại học ở Nhật thì nó sẽ tốn là 2 man hoặc là 3 man gì đấy, nói chung là đắt, cho nên là nếu như các bạn muốn thi thì các bạn phải suy nghĩ trước, thi một trường thôi chứ đừng có thi nhiều tốn lắm. Thì khi mà mình tới trường đại học mà mình thi vào cái kỳ thi tuyển sinh ấy, thì thường thi đại học ở Nhật thì nó sẽ có là thi phỏng vấn với cả là thi trên giấy. Thì ví dụ như các bạn mà thi kinh tế các kiểu thì sẽ có thi tính toán này, hoặc là thi ai mà học IT thì sẽ có luôn cả phần thi máy tính này. Còn mình thì mình học du lịch, cho nên là ngày xưa mà lúc mình đi thi thì nó phát cho mình 2 tờ báo, trường phát cho mình 2 tờ báo, sau rồi đọc đọc nội dung 2 tờ đấy, sau đó tóm tắt lại trong vòng 8 hàng, 8 8 hàng, trong khi 2 tờ báo toàn chữ kanji, toàn chữ là chữ, mà mình lại phải tóm tắt trong vòng 8 hàng, nói chung rất là khó luôn. Ngày xưa thì đọc kiểu kanji là còn không hiểu, xong rồi kiểu cũng không muốn nó nói cái gì, nhưng mà cứ thấy cái ý nào đúng đúng thì mình bê vào hết. Thì nói chung là thi cũng qua rồi. Còn với cái phần thi phỏng vấn là cực kỳ khó, không phải khó bình thường. Tại vì khi ấy, mà trước khi đi thi ấy, là mình cũng chuẩn bị những cái câu mà người ta dễ hỏi, ví dụ như là tên gì? À, họ nhầm nhầm không phải tên gì, muốn học gì, học xong muốn làm gì, vì sao chọn trường này, sở yếu, à, điểm yếu, điểm mạnh, bla 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 các kiểu. Nói chung là chuẩn bị những cái câu hỏi soạn ra giấy và học thuộc rất là kỹ luôn. Nhưng mà tới khi đi thi rồi, ôi hết hồn luôn ấy, hết hồn luôn ấy mấy má. Kiểu như ấy, khi mà mình vào phỏng vấn người đối phương là mình là người đi vào đầu tiên, đằng sau là có 4 người Nhật đi đằng sau, thì mở cửa đi vào cái kiểu như là chưa kịp chào hỏi gì, tại vì lúc mà cô dạng là phải chào hỏi đúng đúng kiểu các kiểu như Nhật ấy, vừa cúi xuống cái ngẩng đầu lên chưa kịp nói gì luôn. Nhưng nó hỏi là có ở trên ấy là có 3 người giáo viên ngồi mà như kiểu là công an cảnh sát gì, mà mình có làm sai tội lỗi gì ấy sao mà hỏi kinh khủng, mặc người nào người nấy cũng vậy này, mẹ yêu luôn ấy. Xong hỏi mình là như này, à, có tiền không, cái bảo hả, có hỏi có nói nhầm với giáo viên bên kia không hay sao mà tự nhiên lại mình chưa kịp nói gì mà lại hỏi mình có tiền không. Thì lúc đấy mình nhớ lại là nghe đâu đó ấy là ai đấy nói là kiểu như mà khi mà bị hỏi là có tiền hay không ấy, thì mình phải nói như nào mà mình chứng minh được là mình có tiền thì người ta mới cho mình vào học, tại vì là sợ mình không nộp được tiền học phí. Thì mình đã nói là mình có rất là nhiều tiền, mình nói là mình tiền một đống luôn trong ngân hàng, rất rất là nhiều tiền. Thì lúc đấy cả phòng đều cười luôn, cười ầm lên luôn, xong kiểu như là con này nó bị hâm hay sao mà nó ngồi nó khoe tiền ấy, kiểu thế ấy. Cái xong người ta toàn hỏi những cái câu mà có bạn trai chưa, à, thích màu gì, vì sao thích màu đấy, vì sao chọn cái son môi màu này mà không phải màu khác, với cả là thế hôm nay có phải là ngày quan trọng hay không. Thế bảo hả, kiểu như là tại sao lại hỏi những cái câu mà không hề liên quan gì về trường luôn. Kiểu như là đoạn đấy là vừa hỏi hỏi những cái câu đấy, thì lúc mà tập ở ngoài này mình sử dụng kego kính ngữ các kiểu rất là đàng hoàng luôn, nhưng mà khi mà bị họ như thế là cảm giác như kiểu là đang nói chuyện với người bình thường ấy, những cái người thân của mình ấy, trả lời toàn là bắn 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 những cái tiếng, những cái dùng mà kiểu không dùng để sự mà sự là mà dùng đa kê đô các kiểu mới đau ấy chứ. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì mình nghĩ là lúc đấy người ta hỏi như thế là kiểu như là tại vì mình là người nước ngoài thì người ta sẽ hỏi những câu đấy, tại vì là muốn hỏi thử xem là cái khả năng phản xạ tiếng Nhật của mình tới đâu ấy. Thì bây giờ mình nghĩ lại là như thế. Còn những người Nhật kia thì người ta cũng hỏi mấy câu như là kiểu là vì sao muốn học trường này bla 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 thôi, mà không hỏi mình một câu nào luôn.
Nhưng mà đó là trường mình nhé, còn những cái trường đại học mà bạn bè mình đang học ấy thì người ta cũng hỏi những câu ví dụ như là vào đây muốn học gì, muốn học tiết học gì, với cả là biết trường này kiểu như là biết gì về trường này ấy. Cho nên là khi mà các bạn đi thi ấy, thì các bạn nhớ là phải đọc kỹ những cái bài đăng trên web của trường ấy, thì thường là người ta sẽ hỏi những cái đấy rất là nhiều, với cả là người ta sẽ hỏi là à, nộp tiền học phí cho mình đấy mọi người nhớ nhá. Đấy là khi mà đã thi thi đại học xong xong xuôi xong 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 cái chuyện thi đại học. Bây giờ nói tới chuyện là thi Ryugakuin Scan đi, thì ngày xưa mình đi thi Ryugakuin Scan ấy thì thi đợt đầu là được có 240 điểm thôi, tại vì là ôn sai hoàn toàn, tại vì mình thi Ryugakuin Scan nhưng mà lại lấy sách N2, N1 ra học, tại vì nghĩ là mình sẽ học chữ kanji trong này thì trước sau gì kiểu như là học được kanji ấy thì trước sau gì cũng giúp ích thôi, cho nên là mình đã học sai hoàn toàn luôn. Tới khi mà vào đi thi là trời ơi là nó khó, toàn là cái gì mà mấy cái bản đồ này, với cả là nói chung là lần đầu tiên nhìn thấy mấy cái tiếng Nhật kiểu như thế luôn ấy, kiểu như là rất là khó luôn. Phần đọc cũng khó mà phần nghe cũng khó, nghe mấy cái gì mà toàn về tin tức với cả là chiến tranh cái gì gì ấy quá khó. Nên là mình đã thi lần đầu được có 240 điểm thôi, nhưng mà sau lần đấy ấy, thì mình rút được một kinh nghiệm, thì mình đã mua sách Ryugakuin Scan đây. Thì hôm Ryugakuin Scan mình đã mua hai cuốn này về ôn thì cảm thấy rất là ok đấy à. Ồ thì ra là thi thi Ryugakuin cái này, thi Ryugakuin Scan là nó sẽ có những cái câu hỏi này, tất cả đều viết vào trang này này đây, nó rất là hay luôn. Phần đọc hiểu nó cũng là bám bám theo cái đề ấy, kiểu như là nói chung là thấy rất là ok. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà đang có ý định thi thì mình Osusume hai cuốn sách này. Lần mà mình học cái sách này rồi mình đi thi là mình được 300 mấy ấy. Nói chung là nó không phải là quá cao, nhưng mà cảm đối với mình nói chung là mình cảm thấy là nhờ cái sách này ấy, mình mới được tăng lên hơn 100 điểm luôn. Nên là mọi người ai có đang thi thì nhớ mua cái sách này học nha, mình không phải bán sách đâu nhá, mình chỉ giới thiệu thôi. Ok thì hôm nay à tiếp tiếp nói gì, nói tới chuyện thi học đại học ở Nhật nhá. Thì ngày xưa mình đã học chuyên môn rồi, mình đã học trường chuyên môn ở Nhật luôn, thì kiểu lúc nào cũng tự tin kiểu à, tiếng Nhật của mình như thế này thì cũng ok. Chờ xí nhá, mở cửa ra ra cho mát cho sáng. Thì mình luôn tự tin là kiểu ở tiếng Nhật của mình thì cũng ok, kiểu nghe hiểu như này là cũng hiểu được đấy. Tại vì thực ra ấy, ngày xưa trường chuyên môn của mình là rất là nhiều người nước ngoài luôn, cho nên là ấy khi mà thầy cô nói chuyện với bọn mình ấy thì thầy cô nói rất là chậm, với cả là sẽ dùng những cái từ không quá khó để mình có thể hiểu được ấy. Đấy đấy là vì thế. Còn khi mà mình đã vào học đại học rồi, trời ơi là nó khó, cha tổ nó khó gì mà nó. Trời ơi, có ai mà mình đang học du lịch nhá mà người ta bắt mình phải học cái gì mà tâm đơn liệt, cái ma hồn quỷ cái gì ấy. Nói chung là ngay cả khi mà mình dùng tiếng Việt thì mình cũng không thể nào mà tưởng tượng ra là mình đang học cái gì luôn đấy. Mà đây là mình lại dùng tiếng Nhật để học. Nói chung là ngoài những cái tiết học mà nó rất là khó hiểu ra thì mình cũng chơi với rất là nhiều người Nhật, bạn bè xung quanh, tại vì trường mình thì rất là ít người nước ngoài luôn, bạn bè xung quanh toàn là người Nhật, thì mình cũng chơi với những bạn bè người Nhật. Thì ngày xưa ấy, khi mà học trường chuyên môn ấy thì nói chuyện với những cái bạn nước ngoài khác rất là ok, kiểu như tại vì là cùng học những cái cuốn sách mà Minna no Nihongo này, với cả là thi những cái sách Somatome là một là hai, cho nên là dùng những cái từ ngữ rất là giống nhau để mà nói chuyện. Còn khi mà mình nói chuyện với người Nhật ấy, đôi khi là ngồi ăn cơm cùng nhá, 6 7 đứa luôn, xong tự nhiên đang ngồi ngồi ăn cơm xong bọn ấy nói một cái câu chuyện từ đầu buổi tới cuối buổi mà mình không hiểu một cái kiểu như là không hiểu được bọn đấy đang muốn nói cái gì luôn ấy, thì cảm thấy là đúng là tiếng Nhật của mình là chưa đâu vào đâu cả, cho nên là mình phải cố gắng thôi. Kiểu hay 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 như thế. Nhưng mà nói chung là học đại học ở Nhật thì nó vui hơn, tại vì là kiểu xung quanh đều là người Nhật, dù là mình không không có thích nghe tiếng Nhật ấy thì mình cũng phải nghe, cho nên là trình độ nghe của mình nó có thể là như nào nhỉ, giỏi hơn à, nó có thể nghe được tốt hơn khi mà mình học đại học. Với cả là tại vì xung quanh nói chung là toàn là Nhật 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 Nhật, đi đâu cũng Nhật 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 Nhật, cho nên là mình đỡ dùng cái tiếng nước của mình hơn ấy. Tại vì mình luôn có một cái suy nghĩ là tại vì mình đang sống ở đây này, cho nên là nếu như mà được thì mình nên dùng tiếng Nhật, chứ không phải là mình kiểu như là
kiểu như là mới sang Nhật được mấy năm mà về đặt không nói tiếng Việt Nam, bla bla bla, không 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 có cái chuyện đấy nhờ. Tại vì là muốn học tiếng Nhật ấy, cho nên là mình phải chơi nhiều với người Nhật. Khi mà vào trường đại học rồi phải tìm 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 người Nhật chơi 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 nhiều lên, chơi nhiều với người Nhật lên thì mình sẽ học được rất là nhiều, ngay cả văn hóa với cả là những cái cách mà người Nhật chơi với nhau bình thường ấy, thì kiểu nhưng mà mình nhìn vào thì mình sẽ biết được sau này khi mà đi làm rất là lợi hơn rất là nhiều. Mình biết cách cư xử của người Nhật hơn này, với cả là mình có thể là thay đổi tính cách để mà hòa hợp được với người Nhật ấy, chứ không hết rồi mệt quá. Hôm nay chị nói như thế thôi, tại mình không có sẵn trước hay gì mà tự nhiên muốn nói về chuyện đi học đại học ở Nhật, cho nên là mình chỉ nói thế thôi chứ hơi hơi lụng cùng, và mong mọi người thông cảm. Đấy là câu chuyện của mình thôi. Mong à quên quên nói thêm, nếu như mà các bạn nào ấy mà đang có muốn học đại học nhưng mà lại sợ kiểu như là học đại học khó quá hay là kiểu mình không đủ sức ấy, thì thực ra là ở trường đại học ở Nhật này này nó có rất là nhiều trường đại học luôn. Nó cũng có những cái trường đại học mà dành cho người nước ngoài. Dù là năng lực ấy của bạn mà kiểu chưa tự tin lắm ấy, thì thực ra vẫn có những cái trường mà để các bạn có thể vào học. Nên là các bạn phải tìm hiểu thật là kỹ nha. Tự tin lên nha, cố gắng lên nha. Không biết mình có tốt nghiệp được trường đại học không đây. Thế nha, bye bye. Đi làm này. Mọi người nhớ nhấn theo dõi bla 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 cho mình nha. Bye bye.